đồ chơi quần áo tất cả là 39.000. Hôm nay công ty xả hàng đồ chơi quần áo tất cả. Các bạn thân mến, ra tới bến đảo rồi, ai chưa có bánh trở về cơ sở sản xuất của chúng tôi để mua về đặt quà nào. Đây là bánh rất củ bài, rất thơm bà con các bạn ạ.
may mắn ban sự sát trường. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024 chào mừng quý vị về tham quan chiêm bái vãn cảnh quần thể di tích quốc gia đặc biệt thắng cảnh Hương Sơn chùa Hương. Kính chúc quý khách có một chuyến du xuân hành hương về miền đất Phật an lạc, may mắn và sự sát trường. Lễ hội chùa Hương năm 2024 tiếp tục thực hiện hình thức vé điện tử. Trên mỗi vé sẽ có một mã QR code riêng. Vì vậy, ban tổ chức đề nghị quý khách mỗi người cầm vé thắng cảnh của mình chuyển về các cửa kiểm soát vé, quét mã QR code để vào tham quan di tích. Vé sau khi đã quét mã QR code sẽ không còn giá trị sử dụng. Ban tổ chức đề nghị quý khách xếp hàng lần lượt, không chen lấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự. Rùa. Tham gia các hoạt động chúng tôi vui cùng chương trình rất lớn và chúng tôi đảm bảo mẫu mã vô cùng đa dạng phong phú, có tem, có nhãn mác và có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, hàng công ty, hàng chất lượng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Tất cả các sản phẩm Việt Nam đều mang ra sổ đường sản phẩm chính là ba mươi chín đồng.